Ngày 3 tháng 6, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an tổ chức hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát Giao thông năm 2022 nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất cho Cảnh sát Giao thông tuần tra, kiểm soát và dẫn đoàn. Thành phần tham gia gồm cán bộ chiến sĩ làm công tác dẫn đoàn, tuần tra kiểm soát tại C08, BC08, Cảnh sát Giao thông Công an cấp huyện ở các địa phương. Bao gồm có 64 đội, trong đó C08 thành lập 1 đội, gồm 5 cán bộ chiến sĩ. Công an 63 địa phương, mỗi địa phương thành lập 1 đội, gồm 5 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc BC08 và công an cấp huyện. Hội thi được tổ chức 2 vòng loại tại miền Nam và miền Bắc, trong đó 32 đội mỗi miền. Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục C08 cho biết, hội thi nhằm nâng cao kỹ năng lái xe giỏi và an toàn, đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Cùng ngày, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2, cụm thi số 10 tại đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức. Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội thi nhằm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật chữa cháy, củng cố thêm tinh thần dũng cảm, tính sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện, nâng cao thể lực của mỗi cán bộ chiến sĩ. Hội thi có 28 đội, gồm 22 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an 22 quận huyện thành phố Thủ Đức và 6 đội thuộc phòng BC07 công an thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên phải sử dụng các chiến thuật, kỹ thuật để xử lý các sự cố nhanh chóng hiệu quả. Để đảm bảo kết quả thi đấu, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có trình độ nghiệp vụ vững vàng, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, thành thạo về kỹ chiến thuật và bản lĩnh gan dạ.